Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hiện nay thì chúng tôi đang cảm thấy rất sung sướng khi bóng đá đã lăn lại trên sân cỏ Việt Nam. Và quan trọng hơn là khán giả được vào theo dõi. Vì vậy chúng tôi cũng quyết định là comeback luôn. Ngày hôm nay tôi và anh Cường sẽ thực hiện một cái tham gia một cái cuộc thi đi. Đây là một cuộc thi hai người sẽ bịt mắt và đá pen. Cái này đặc biệt ở chỗ là người sút cũng bịt mắt và người bắt gôn cũng bịt mắt. Mỗi người thì có 3 lượt sút và ai sút được nhiều hơn và gôn nhiều hơn thì sẽ giành chiến thắng. Và đương nhiên người thua thì phải chịu hình phạt rất là dễ thương của chúng tôi, đấy là mời người còn lại đi ăn. Vâng. Cả ngày quay phim thì trọng tài luôn. Vâng, và ngày nay tôi với anh Tuyền thì cũng trong một trang phục nó rất là bãi biển. Chúng tôi cũng chưa có thời gian đi biển thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ chơi một cái môn bóng đá mà nó cũng có thể nói là mang cái hương vị biển đến đây với chúng ta, đúng không? Vâng. Và có lẽ là xin mời Duy Anh đi. Chúng tôi cần có một bạn trọng tài bởi vì là bây giờ thì bởi vì cả hai anh em chúng tôi đều phải bịt mắt như này. Không biết ai là ăn gian cả. Mắt cái này nó là đồ ăn, nó vâng. Là bữa ăn, là tính là tiền triệu. Nên chúng tôi đang mượn đến đây là một vị trọng tài là mắt rất tốt. Đấy, và đây là trọng tài được công nhận bởi FA. Đồng tiền đi liền khúc ruột anh em, nên là nó cứ phải. Mặc dù tôi bên Tuyền thì rất thân nhau nhưng chuyện nào đi chuyện đấy. Hôm nay anh em đây nhá. Chúng tôi sẽ em có thể nhìn giúp anh đó là anh sẽ phải bịt mắt như này. Kiểm tra khẩu trang nhé. Tôi khẳng định như này luôn là anh, tôi thề với anh em nó không nhìn gì cả. Và đây em cứ thử xem. Đó. Không nhìn gì đúng không? Vâng. Nên là đấy, anh em của tôi thì sẽ như này. Và bây giờ tôi với Tuyền chắc ổn thủ tí trước đi nhỉ. Xong là xem ai đã trước ai đã sau. Vâng. Thắng thì đã trước. Thắng đã okay, trước. 1, 2, 3. Vâng, như vậy tôi đã trước anh ạ. Vâng, đây. Ba quả, mỗi người có 3 quả mọi người nhé. Cái trước sân 7 ngoài Hà Nội thì nó sẽ như này anh em nhé. Có một cái điểm penalty đây. Và đấy, cái trước cũng thành như này. Lại nhá. Vâng, như vậy là trượt rồi. Như vậy là Cường Cao May đã sút trượt 2 lần. Thôi bây giờ ta ra quy ước cái này đi để cho nó dễ này. Nếu như là sút trượt 3 lần là thôi coi như là thua quả đấy. Lần cuối cùng mỗi người sẽ có 3 lần sút nhá. Đây lần thứ 3 của Cao May. Vào rồi. Tôi chỉ sợ mặt đấy, thực sự quả đấy chỉ sợ mặt, sút mạnh quá. Bởi vì sút thử anh ấy sút rất là từ từ. Quả đấy anh sút bóng hay sút sẻ đấy? Bóng, quả đây là bóng. Như vậy là Cao May đang dẫn trước 1-0. Chúng ta đang ở trong cái đại dịch, nó là khủng hoảng kinh tế. Bữa ăn này với tôi nó có giá trị bằng cả tháng. Do vậy tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng để ăn. Cả tháng chúng ta có thể nhịn được. Dương ngày hôm nay phải ăn. 3, 2, 1, bắt đầu. Vào. Và đúng rồi. Lấy được 30.000, tức là ngoài việc mà tôi gỡ hòa ra tôi có được 30.000. Tại vì đấy là luật rồi đúng không anh? Qua háng 30.000. Tôi cảm giác có một cái gì đấy ở đây anh em ạ. 3, 2, 1, sút. Không vào. Và như vậy là anh em chơi nhau gần chục năm rồi. Anh em chơi nhau, anh em vì bữa ăn đấy mà đánh đập thằng em. Nói chung là tôi đã bảo là sút rất nhẹ và sút vào hai bên đâu, sút thẳng vào người. 3, 2, 1, sút. Ui. Vâng, như vậy là Tuyển Văn Hóa được định là một cái skin. Skin nhé, anh Tuyển còn 2 lần nữa. 1, 2, 3. Ui. Vẫn là một skin. Lần thứ 3. 1, 2, 3. Vâng, lần thứ 3 trượt rồi. Và như vậy là theo quy định thì là 3 lần sút trượt sẽ là một lần fail. Chung kết đây, đây là chung kết đúng không? Quả này có quy định. Quả thứ 3. Quả này nó giống như là quả của MU với Manchester ở trận MU Chelsea anh ơi. À MU Chelsea. Quên. MU với Chelsea. MU với Chelsea đây kìa. Vâng, pha. Tôi sợ mỗi mặt đâu quyết định của anh Cường. 3 2 1. Được nhá, để tôi phải 3 2 1 sút. Vâng. Yeah. Một cú tỉa vào góc. Không, mọi người yên tâm bởi vì nếu mà ba đều à nếu mà đều thì vẫn phải đá thêm từng quả một mà. Nó giống như luật FIFA, không sao, tôi vẫn có cơ hội. Quyết tâm quả này nha mọi người. Đợi tôi đấy, một bữa ăn của tôi không đơn giản đâu. Ba, 2, 1, sút.
Tôi là trượt à? Tại sao đi? Dọa nhiều thế nhỉ? Lần thứ 2, 3, 2, 1. Thật sự là lần cuối cùng, nếu mà lần này không thành công thì anh Cường anh Cường sẽ thắng à? Đúng không? Anh Cường sẽ thắng. 3, 2, 1. Không vào. Như vậy là anh Tuyền đã sút trượt quả rồi, và bây giờ thì có lẽ là tôi rất vui khi mà muốn mời tất cả anh em chúng ta sẽ cùng đi ăn. Và ngày hôm nay thì tôi thì đang nghi vấn là tôi sẽ kiện lên ủy ban trọng tài quốc tế, không biết là trọng tài với anh Cường là có ăn dơ nhau không thì vâng. Rồi tôi không biết, như nào tí là tôi đề nghị là xem lại băng ghi hình nha đạo diễn. Anh Tuyền, chúng ta sẽ ăn gì đây nhỉ? Tôi thì tôi nghĩ là chúng ta đã phải rất vất vả thì anh, tôi nghĩ là anh nên phải chuẩn bị tôi tươm tươm một tí. Chắc chắn là phải ngon bổ rẻ rồi, tôi là người bỏ tiền, tôi không bao giờ mời đến chỗ đắt đây. Bây giờ thì có lẽ mình sẽ dẫn anh Cường với cả anh em đi ăn một cái bữa lẩu lục gì đấy. Mình thì mình sở thích ăn lẩu, còn lẩu gì thì ta sẽ cùng đi đến địa điểm xem tình hình nào nha. Ok. Vâng. Vâng, đây ông anh Tuyền, anh ấy đã chở tới đây rồi. Bây giờ anh em tôi sẽ đi ăn. Ok, anh Tuyền. Ok, bây giờ tôi sẽ di chuyển ra nhà hàng nhá. Đánh một đường coi như là hải sản này. Đây mới là lính thủy đánh bộ này các ông ơi. Đánh một đường, gọi một đường hải sản. Ngút trời luôn, mà giá rẻ thế này. Không ăn đắt được, thế đắt ăn nó cũng không ngon. Nó phải ăn bổ rẻ nó mới ngon. Tại vì các cụ bảo là ngon bổ rẻ mà, có ai bảo là đắt bổ rẻ đâu đúng không? Vâng, và quả thực là đây là những cái chương trình, những cái trò chơi nó khá thú vị của anh em tôi. Và cũng là một cái để anh em, nhiều anh em khác có thể nếu như thích thì có thể tham gia và tự tổ chức những game như này. Nó rất là vui và xanh chín để chúng ta lại có những cái bữa ăn vui vẻ cùng với nhau. Rồi, anh Tuyền anh dẫn tôi đi vào nhà hàng to luôn anh em ạ. Ủa, đây. Tôi đã không đi thôi, một khi đã đi nó phải là mắc ba lê. Đây là số 302 Cầu Giấy anh ạ. Đây. Trung tâm thương mại Discovery ở 302 Cầu Giấy. Anh em nhìn quả đây là củ Vân Long, nghe nó hải sản, nghe nó vẫn phải có một thứ gì đó rất là võ thuật anh hiểu không? Có phải thế, bởi vì nó tượng trưng cho protein và đạm rất nhiều. Mọi người đây thấy việc là ăn quả thích chỉ 339.000. Với tôi thì ngon bổ và nó phải rẻ. Đấy, và chỉ với 339.000 thì tôi nghĩ rằng đây là một con số không lớn để tôi phải mời có kỳ cả ekip. Nhưng hôm nay rất may chỉ có một vài anh em thôi. Người tôi cũng ở đây. Người để thấy ở đây khu vực này, đây là anh em cua. Nào đưa cạn đây nào, máy bên nhau bạn nhá. Đấy, anh em này thì tí nữa thì chuẩn có tôi sẽ cho vào nồi. Đấy. Thì những anh em này tôi nghĩ rằng là những người rất là dũng cảm. Đấy, ngày mai họ sẽ phải xuất trận. Mọi người nhìn thấy là nếu như không chói như này vào thì anh em bơi lung tung lắm. Phải chói này cho nó có hàng có lối. Đấy. Bên phía này cũng là cua anh em ạ, cua nhiều lắm. Ghẹ. Xin chào chào khán giả bạn ơi. Anh em thấy là càng tặng thì buộc, nếu không là sẽ dơ càng lên như này. Chào khán giả. Trước khi chết cua bên này các bạn này thì các bạn không có khái niệm về giãn cách xã hội. Bởi vì là với các bạn ấy thì dù sao thì cái con đường cuối cùng thì vẫn vào trong này. Đấy. Nói chung là về cơ bản thì nếu như mọi người thấy là các bạn không động đậy, nhưng đây đang giờ ngủ của các bạn cua, chúng ta có thể đánh thức các bạn đây, mọi người nhìn nhé, tôi đánh thức phát dậy hết này. À, ok bạn ơi, dậy nhá. Tầm 7 giờ tối đã vào nồi dậy hết đấy, các bạn đang ngủ đấy, chúc các bạn sẽ có một bữa tối vui vẻ nhá, mãi bên nhau bạn nhé. Cùng chúng ta đúng không? Cùng chúng tôi rồi. Mình sẽ giới thiệu với anh Cường luôn này, và cái không gian này tôi nói thật là mình không có nhiều cái chi phí để mình có thể mời anh Cường đi ăn những cái chỗ nó rộng rãi. Chỗ này nó rất là hẹp thôi, nó có khoảng cũng đâu đó có 1.000 m², không quá rộng lắm. Nên là chỗ này sức chứa thì có khoảng tầm 600-700 người, tức là rơi vào tầm 60-70 đội bóng kiểu như vậy. Đây kể cả các đội bóng thoải mái đúng rồi. Ở đây có thể chứa được cả ngoại hạng Anh. Cái điều đặc biệt là ngoại hạng Anh là có đâu đó 20 đội, thì cả ngoại hạng Anh có thể về đây ăn lẩu ở đây. Nếu mà được thì tôi cũng xin phép là nếu như trong trường hợp mà dịch nó được đẩy lùi, tôi mời tất cả những đội bóng tham dự UEFA Champions League về đây ăn buffet lẩu hải sản tươi sống. Bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong khám phá xem là buffet nó có cái gì, quan trọng là buffet phải có cái gì.
Quyền để giới thiệu cho xem. Chúng tôi là cái tiêu chí phải nhiều. Đây là cái salad rau củ quả. Đấy, đây là một cái món mà tôi nghĩ chị em rất là thích vì nó có nhiều vitamin. Với chúng tôi thì chúng tôi thích cái khu vực có nhiều protein hơn. Tuy nhiên thì vẫn phải quay để các chị em nếu mà muốn đến đây, đây là một cái khu vực rất là hợp lý. Tôi thấy rằng là đĩa rất là to và mọi thứ đều là đầy đặn. Với tôi là mọi thứ nó phải đầy đặn. Cái khu vực nó mới là đính chính, đây mới là cửa chính anh em. Chúng ta bắt đầu vào 90 phút thi đấu chính thức ở trên sân động. Đây là khu vực có rất nhiều đồ cơ sở này, thể thao này dành cho anh em. Đấy, các cầu thủ ấy họ thường thích sử dụng những cái món như thế này để tăng cường sức mạnh. Đây là đồ để ăn lẩu. Đây là những ngày cua những người mà đã ra sân trong đội hình chính thức trong 90 phút đã ra trước. Anh với anh em kia là dự bị thôi, còn anh em này là chuyên chuyên. Cái này thì cũng là để mọi người có thể lựa chọn để sử dụng lẩu này, có ếch đúng không, có bò, có cá. À vâng, ngày hôm nay cái đặc biệt ở quán hải sản nhưng vẫn có bò, tức là hải sản thì không phải ai cũng có thể ăn được nhiều. Có những trường hợp như ví dụ như là anh bạn của mình ở bên Argentina là Messi thì không ăn được quá nhiều hải sản bởi vì có những lý do liên quan đến đường ruột, thì bò cũng là một thức ăn mà cái thứ mà có thể khiến cho anh ta có thể cảm thấy ấm hơn trong trường hợp anh ta không được ăn quá nhiều hải sản. Ở đây thì hải sản mọi người đều quen rồi, có bạch tuộc, mực, cá hồi đấy, và đương nhiên rau muống. Rau này thì đã được FIFA kiểm định rồi là đạt tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, ăn vào là xanh tóc đỏ da đấy. Nếu mà có cả một vài sâu hay tốt đúng không? Đúng rồi. Thì đây là khu vực rau thì mọi người có thể lựa chọn nhiều loại rau đây. Cơ bản thì đây là những loại rau mà tôi rất hay thích ăn, không uống này thì cả cái vùng Bắc, chúng tôi vợ tôi thích ăn không. Đấy. Khu vực bên này thì cũng là một cái khu vực rất là hay liên quan đến thịt. Đây là khu vực mà của tôi có nhiều protein, đấy, rất nhiều tôi có ba chỉ này, có gà, có cá. Mình thì mình không ăn được cá bởi vì là trong quá trình mà mình ở trong tập vệ này thì ăn nhiều cá rồi, nên ra ngoài không ăn cá. Mình duy nhất là cá không ăn. Ok, khu vực này là khu vực của tôi luôn. Watashiwa và Konnichiwa Hajime Masute, khu vực liên quan đến ẩm thực của người Nhật. Đấy, Nhật thì là một đất nước tôi rất thích và gắn bó từ thời sinh viên với những thước phim và những cầu thủ là Keisuke Honda. Phải nói là xem phim Nhật thì ăn xem phim Nhật. Đấy, thì Nhật Bản là một đất nước tôi yêu mến và họ có một cái tinh thần mà tôi nghĩ rằng là chúng ta đều phải học tập, đấy là sự khoa học, chỉnh chu và chuyên nghiệp. Tức là 18 giờ ra đồ là 18 giờ kém 5 ra đồ. Đấy, chứ không có 18 giờ 30. Phản cách luôn đúng không? À, đây đúng là phong cách Nhật, tinh thần samurai. Còn mình sẽ lại rẽ cho các bạn sang bên này là cái sốt cua. Cái này là cái độc nữa, tại vì là mình đã đi Thái Lan này, mình đi Malai rồi này. Ở Thái Lan mình cũng tìm được một cái loại sốt cua ưng ý. Đấy, mặc dù là ở Thái rất nhiều biển, anh em cũng đi Phuket cũng tìm được sốt cua ở đây. Đây là có sốt cua của quê hương Rondo, người ta gọi là sốt Bồ Đào Nha. Đấy, sốt này là sốt mà Rondo chắc chắn là sử dụng rồi này. Đây là sốt cà ri Thái, đây cà ri của Thái. Rồi sốt hoàng kim, sốt này chắc là dành cho cua. Và đây là thực tế mà ăn được. Đấy. Xong cái quầy sốt này còn rất loại cua sốt khác và quầy nướng hải sản. Anh em thấy không? Nướng sẵn chai này. Ui, anh em. Đây là một quả chai mà ngày xưa là em tầm khoảng cấp tiểu học phải dặn phải cả buổi chiều may ra mới được, có khi được nửa chỗ này. Bây giờ mọi người được nướng sẵn bê lên đây, chỉ việc ra gắp mang về. Quá tuyệt vời. Chai thực sự là dành cho những anh em nào còn toát mồ hôi hay ra mồ hôi trộn thì có thể sử dụng, rất là mát. Khá là to. To đấy, cái này là siêu to khổng lồ. Còn hàu rồi các thứ ở bên này. Đây anh em nhá, menu này. Đồ nướng này, chúng ta thấy tưng bừng không ạ? Móng tay, hàu mỡ. Anh nhá, anh ở đây anh đợi nướng phát, đợi ra đây phát anh cầm về về ăn luôn. Nóng hổi, nó phải thế. Đá trận pe này, hơi tươm anh em. Đấy, thực ra là mình cũng phải câu. Hôm nay mình có thể thua nhưng mà trận sau mình thắng. Ông ấy phải mời mình đi rất là tương đương. Anh em mà có nhu cầu mà dùng tiếng Hòa Pen thì anh em cũng thoải mái. Thực sự là tôi rất là phê bình cái nhà hàng này. Tại vì to quá tôi đi rất mỏi chân. Vẫn còn món ăn để giới thiệu. Vẫn còn món ăn. À anh ấy kìa, tôi xem rồi. Đây là các... cải rất hay. Đây là các nghệ sĩ họ đang chế tác những cái tác phẩm liên quan đến ẩm thực. Và đây nó là củ cải. Nhìn mẹ rất mỏng, cái này tôi nói thật nhá, ném từ tầng 6 xuống tầng 1 đọc hết tờ báo chưa rơi đâu, rất mỏng luôn. À, còn cái anh Cường trên kia chúng ta vẫn còn rất nhiều mỏng. Bỏ 300 bao nhiêu nhỉ, quên rồi, nhưng vừa bỏ chúng có hơn 300.000 mà ạ.
Đây là tôm. Ui, sao con này nhìn cảm giác béo ấy. Có vẻ như là qua mùa COVID. Tôm này là mùa COVID vừa rồi là không tập thể dục, do vậy là hơi béo. Nhưng tôi cảm giác là cái lượng protein nó vẫn rất là ok. Ở sang bên này là đây là BB. Đấy. BB vườn ốc dành cho mọi người. Đây là BB rang muối. Ốc mít hấp rửa. Ốc mít. Cái quan trọng là đây này. Cái quan trọng là cái món này. Cái món này là cái món mà được hấp theo phong cách của Thái Lan. Đấy, mà chúng ta biết rồi, những cái gì liên quan đến Thái là Việt Nam rất thích ăn. Có lẩu Thái. Không, cứ hấp Thái là chúng ta hấp Thái Lan là ăn luôn. Đấy. Rồi, ok. Đây là sò lụa. Đấy, sò lụa đỏ. Đỏ. Sò lụa đỏ nhá. Đỏ xào chua cay, rất nhiều món hải sản. Thực ra là từ trước đến giờ mình vẫn ăn mấy món hải sản loanh quanh thôi, sò lụa các thứ mình ít được ăn, hôm nay có cơ hội trải nghiệm. Đây là ốc mít, rồi mọi người thấy không, ốc rất là to. Còn đây xin lỗi mọi người, ăn uống no say hả, uống bia uống chắc, chúng ta lại có thêm những đồ ăn này. Đây là mì xào. Đấy, nhìn rất là ngon, giống tôi xào cả luôn. Phía này là cánh gà. Đấy, cánh gà nhìn tươm không? Anh em thấy tươm không? Gà này tôi nghĩ là nó phải tiếp cận với gà Đông Tảo của chỗ tôi. Chỗ tôi là Hưng Yên, và trước đây thì quê tôi là có hai thứ được để tiến vua. Đấy là gà Đông Tảo và nhãn lồng, thì ngày hôm nay gặp nhãn kia là cũng gần lồng rồi đấy. Đây là gà gần Đông Tảo. Hôm sau tôi sẽ thi đấu với Tuyền để kiếm con gà Đông Tảo này. Ở đây có một cái rất hay là nếu như mà anh em quen biết ở đây thì có thể cầm con gà Đông Tảo đến đây nhờ nhà hàng thịt được đấy. Lần sau tôi thì nhờ nhà hàng thịt con gà Đông Tảo tôi. Đây là mình ý này, dành cho những anh em đấy, Rondo đang phải dùng những món này hàng ngày. Pizza Rondo tại Juventus, đấy, Paulo Dybala, Gonzalo Higuain. Đây là cơm rang, đấy, dành cho anh em nào muốn đổ bê tông. Cơm rang là một thứ mà ok rồi. Còn lại đây là món ăn mà người ta gọi là thanh cảnh. Có đùi gà chiên, có bánh bao chiên. Có cái này rất là ngon. Tôi thử xem nó có nóng không. Giòn luôn, 10 điểm. Còn có lẽ là đến đây là cũng đã hòm rồi đúng không? Bây giờ tôi mời các bạn đến cái không gian chỗ ngồi, tại vì là ở đây có cái màu tôi rất thích là màu đỏ, rất hợp phong thủy thôi. Cái chỗ này nó rất là hay, nó là màu đỏ, nó là màu áo của đội tuyển Việt Nam, nó là màu may mắn, nó là màu mà tôi thích. Tại vì trên mọi người nếu mà theo dõi tôi thì quan sát được thì những đồ trên người tôi kiểu gì có một cái gì đó mà ok, mời anh em. Giờ thì tôi sẽ đi lấy đồ ăn, tôi sẽ đi lấy đồ ăn để chúng ta cùng thưởng thức nhé. Đội cơm tôi là sáng mùa này này. Anh em có thể thấy đó là đây là tôm và ốc này rồi bề bề. Em xin mời tất cả anh em và anh Tuyền chúng ta sẽ cùng thử. Thực ra hôm nay tôi cũng không nghĩ được là đá mới vào pen và anh Tuyền hôm nay anh cẩn thận thế. Thôi thì cũng hy vọng là anh Tuyền tiếp tục làm ăn tốt và tiếp tục phát triển. Cùng với đó thì anh ấy mang lại chúng ta những cái sản phẩm tốt, video tốt. Tuyền hôm nay cũng có cơ hội để hỏi Tuyền hóa, và ngoài ra thì anh Tuyền mà làm ăn tốt thì anh lại có cơ hội để mời chúng ta đi ăn những bữa ngon nha. Vâng, nữa thì cảm ơn anh Tuyền nhé. Lần sau thì tuần sau chắc là anh em tôi lại đá phiên tiếp và anh em lại cổ vũ thôi. Đấy, ok anh em, ở đây không gian như mình đã nói nó không được rộng lắm, khoảng được 20 đội bóng ở ngoại hạng Anh là hết rồi, là 1.000 m² thôi, nên là anh em nào mà có thể đi theo đội thì rất là ok. Hoặc là anh em có thể rủ cả tòa nhà anh em đi ăn, như tôi với anh Cường gần tòa, hôm nào rủ hai tòa đá với nhau chia tiền cho nó nhẹ. Đấy, hoặc là mọi người có thể rủ anh em họp lớp ở đây rất là vui. Chỗ này là một chỗ mà để mọi người đến đông vui được. Ngoài ra thì có một cái điểm mà lúc ấy mình chưa nói, đấy là có chỗ vui chơi của trẻ em. Bản thân mình với anh Cường người có gia đình rồi, nên là đôi khi vẫn phải có những chỗ để cho các cháu chơi để mình yên tâm uống bia, kiểu như vậy. Phải có chỗ mình phải tập trung, như thỉnh thoảng đang chuẩn bị cầm cốc bia lên con nó ra, bố ơi thế là hỏng đấy. Ở đây có chỗ vui chơi trẻ con, không gian tôi nghĩ là hợp lý để cho các phụ huynh có thể thưởng thức được một cách trọn vẹn nhất cái hương vị ở đây. Còn bây giờ là ăn thôi nhé, không nói ăn. Mời tất cả anh em nhé.